Tường và rapper Bạc Kiều Minh Tuấn chào đón quý vị đến với chương trình Kết nối trái tim. Sao? Một tuần trôi qua về có thao thức gì không? Dạ có, em thao thức về anh Thủy Thủ nhất luôn á. Cứ về cứ ấm a, ấm ức hoài luôn. Tại sao vậy? Tại sao mình lại... mình không có chuẩn men như ảnh ta? Lúc nào phụ nữ cũng đúng mà mình luôn luôn nhận sai, mà mình luôn luôn xin lỗi. Tại sao anh Thủy Thủ không được như em? Tức quá. Đúng rồi đó quý vị, về mất ăn mất ngủ luôn. Cứ suy nghĩ hoài, không biết sao anh Thủy Thủ anh lại làm vậy ta. Không biết là mọi người cả tuần vừa qua có nao nức, có nôn nóng để chờ đợi đến ngày hôm nay để được xem tiếp chương trình hay không? Coi ảnh như thế nào? Ảnh sẽ tiếp tục như thế nào? Và trước khi theo dõi tiếp hành trình của chuyến xe màu hồng để xem những cái bước tiếp theo như thế nào, thì Cát Tường xin giới thiệu ngay tại phim trường ngày hôm nay có các cựu thành viên của hành trình đầu tiên của năm thứ 8, đó là hành trình về Đà Lạt. Một tràng pháo tay đón chào tất cả các bạn. Xin chào đàn trai đàn gái. À, hai cũng xinh tươi hết. Và bây giờ thì nôn nóng quá rồi, chúng ta hãy xem tiếp. Chuyện tình cảm của các chàng trai đang có những chuyển biến phức tạp. Dường như Thủy Thủ đã tìm ra đối tượng để chinh phục. Chôm Chôm vẫn đang phân vân trong sự lựa chọn giữa mật ong và na tây. Cả Dưa Xiêm và Cá Rô vẫn trung thành với mục tiêu từ đầu hành trình. Ai sẽ đến với ai? Câu chuyện tình cảm của những ngày tới sẽ diễn tiến như thế nào? Chúng ta hãy cùng đón xem! Trước khi có một buổi giao lưu văn nghệ với các học viên hải quân vào buổi tối, các thành viên có một buổi chiều dạo chơi tự do trên biển. Hôm đó, Thủy Thủ hẹn gặp một người. Từ lúc lên hành trình và tới giờ em có suy nghĩ gì và hiện tại em đang nghĩ gì? Lúc đầu em cảm nhận anh rất là sâu sắc, ít nói đấy, nhưng mà hình mẫu mà gần nhất chắc là anh. Nhưng mà sau này em phát hiện là anh không hề sâu sắc mà anh nói nhiều nữa. Thực ra nếu bây giờ anh hỏi cảm nhận về anh như thế nào thì em cũng không biết phải nói sao. Tại vì anh lúc anh như thế này, lúc anh như thế kia, em chẳng biết bao giờ anh nắng và bao giờ anh mưa, bao giờ anh lâm râm nữa. Muốn mở lòng với người khác, anh không muốn tâm sự với người khác thôi. Thực ra anh cũng tâm sự chứ, nhưng mà anh chưa thời gian tâm sự với em. Chúng ta có quá thời gian, ít thời gian để dành cho nhau. Nhiều khi anh khó hiểu, em thấy vậy. Cái anh, con người anh càng đơn giản thì lại càng dễ hiểu, mà em lại càng phức tạp, lại càng khó hiểu. Thật, cuộc đời chỉ có một cái duyên. Và tìm được một con người, con gái, trong bao nhiêu người con gái mà thích mình, thì mình phải tìm ra được con người đó. Mình không có sự lựa chọn rằng chọn tất cả. Em nói thật, em là một đứa con gái nhưng mà em sẽ không bao giờ thích kiểu con trai như vậy. Em thấy mọi người không có phải thăm dò tất cả để coi cô nào như này như kia, rồi như này kia mình mới vậy. Em nghĩ chuyện tình cảm nên để sử dụng tình cảm để cảm nhận. Chuyện tình cảm của bắp cải đang ngổn ngang, trăm mối tơ vò, nhưng lại là chuyên gia tư vấn chuyện tình cho người khác. Bây giờ anh vẫn dành tình cảm cho na tây hay mật ong? Nếu mà nói tình cảm thì bây giờ thì vẫn như na tây, nhưng mà mật ong á, nói thiệt ra là ấn tượng. Đầu là anh đánh tượng với mặt ông. Đúng, ấn tượng. Em nghĩ anh nên có thời gian dừng lại để suy nghĩ về, anh suy nghĩ thật chín chắn về bây giờ thật sự anh có tình cảm với na tây hay anh vẫn còn đang ấn tượng với mặt ông. Bây giờ thì chưa biết, bây giờ thì anh đang... Anh nên bình tâm suy nghĩ lại vấn đề na tây. Ở một không gian khác, Thủy Thủ lại tiếp cận với một cô gái. Tự dưng bắt làm thơ rồi này, trời ơi, không có ý tưởng hay đâu. Tức mình bây giờ ý tưởng của mình ấy là một cái tàu của chiến sĩ hải quân đang ở ngoài biển vẫn chưa kịp về nơi cái bến đỗ. Cô. Một buổi chiều về cái sóng vỗ và con tàu đang chợt con tàu về nơi vẫn chợt con tàu về nơi bến đỗ. Biết thế sáng tác khổ thơ Lục Bát còn dễ làm hơn. Nhưng mà thôi, mình đâu phải là nhà thơ. Bác làm thơ vậy chị? Thích. Không mà tại sao Thủy Thủ tự nhiên lại lên một chiến lược là gặp rất nhiều cô gái khác nhau như vậy? Đó, bởi vì bắp cải đã nói rồi, em không có thích anh là cứ gặp tiền cứ là rào trước rào, sao, rào, đúng không? Người rồi lúc đó mới chọn lựa. Thôi bây giờ còn cái cô bắp cải này, cô cũng đang ngổn ngang nè. Rồi giờ cô đi tư vấn cho anh Chôm Chôm. mà anh Caro ngồi kế bên. Không nói lời nào, mặt làm mầm lì lì. Mà cứ nhắc đến na tây không mà. Mà nhưng thật sự ra ảnh đứng đây, ảnh nghe nhầm con mắt của ảnh là dõi theo cái cặp đôi kia làm đang thơ. Làm thơ. Nhưng bây giờ tóm là đến tận giờ phút này là Chôm Chôm vẫn giữ tình cảm với na tây. Bắt đầu có hơi nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên thì là với mật ong. Để chị hỏi mấy bạn nữ cái, nếu như một bạn nam nào đó thích mấy bạn,
sau rồi cái tự nhiên cái không thích nữa, cái đi thích người khác, chà theo người khác cho đã, xong không được quay lại thích bạn nữa thì bạn chấp nhận không? À, dạ theo em á thì em sẽ xem xét cái tình cảm hiện tại của cái bạn đó, tại vì dù sao trên hành trình thì cũng chỉ là mấy ngày thôi, còn phía sau mình là có một khoảng thời gian để mình tìm hiểu, nếu mà mình cảm thấy tình cảm của người đó đối với mình là chân thật á thì mình sẽ chấp nhận. Có nghĩa là dù họ đã đi một thời gian họ vòng lại mình vẫn đón nhận đúng không? Đi quay tới chuyện cũ của em. À thực ra thì câu chuyện này nên hỏi mắt to với Giả Quỳ đúng hơn. Mắt to đâu? Mắt to. Trường hợp của Châm Châm bây giờ rất giống mắt to. To. Mà sau khi rời hành trình là Giả Quỳ với mắt to đã thành một đôi rồi. Rất là đẹp. Thôi nhận đại đi. Còn không? Sao vậy to? Có kể nghe coi to. Thì em thấy bình thường anh, tại vì trên hành trình thì nó có mấy ngày thôi thì mình có thể tiếp xúc, mình tìm hiểu người này, nhưng mà sau đó mình thấy không hợp thì mình tìm hiểu người khác. Tại vì trong cái hành trình rất là ngắn, 5 ngày thôi, mình không thể nào hiểu hết một con người được. Thì sau khi rời hành trình, cái cuộc sống ở ngoài nó khác hơn rất là nhiều, thì mình mới hiểu nhiều hơn về người ta, thì lúc đó phát sinh tình cảm thì cũng bình thường thôi. Mình mới trân trọng giá trị ban đầu, mình phải quay lại đúng không? Rồi thì để coi thử anh Chôm Chôm có may mắn giống như bạn mắt to hay không. Cuối cùng đêm giao lưu văn nghệ đầy mong đợi cũng đến. Đi tự lên nhá, đi mang mic trả bên kia nhá. Chơi nhỏ nhỏ, đó là phần chơi lời tỏ tình dễ thương. Và những bạn nam hoặc là đàn ông nào muốn tham gia chương trình thì những ai muốn tham gia chương trình ạ? Còn rất nhiều những cánh tay. Và tôi muốn canh chàng đang lo lắng cho cái cô gái của mình. Mà lo lo rồi đó. Lời tỏ tình dễ thương. Đấy, thấy chưa? Thấy người ta chưa? Cái vậy nhiệt tình lên. Vâng luôn. Dừng lại, dừng lại. Vâng, 5 người đây. Vâng, 4, 5, vâng, 5, 5 bạn. Vâng, 5 bạn đang ngồi. Vâng, thế theo 3 bạn đấy thì các bạn thấy con nam học viên học viện Hải quân như tôi thế nào? Theo mà ông nhìn thấy là thì tất cả mọi người đều rất là dễ thương. Vâng. Và bên tay trái của tôi đây là 5 bạn nam. Đây là 5 bạn nam tự tin nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy đọc một tràng vào tay thật lớn để cùng với những cái tự tin của các bạn. Anh nghĩ là với
khi anh vào nghề đủ sức để bảo vệ cho em được gặp đây. Rồi tiếp đến là một lời thổ lộ rất mộc mạc từ một chàng trai khác. Ông ơi, trên hành trình bạn đã thích ai chưa? Tình cảm thì mà ông chưa có nảy sinh tình cảm với ai hết, nhưng mà ông vẫn đang tìm hiểu, tạo hướng chàng trai trên hành trình. Còn một câu hỏi nữa, đó là các bạn nữ trên hành trình thì dễ thương như vậy, thì các bạn nam trên hành trình có ai muốn thể hiện tình cảm của mình thì nữ nha. Đấy, cơ hội đấy, lên đi. Thủy thủ. Trời ơi, cái người tôi cần lên không lên. Và bài hát này cũng là lời nhắn nhủ đến một người con gái. Mình sẽ thể hiện. Lắng tay anh thật chặt, giữ lưng tay anh thật nguyên. Lưu với anh một câu sẽ đi chỗ đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, người yêu ơi xin em hãy cứ tin. Trên chuyến hành trình này anh đã tìm hiểu cả ba ngôn ngữ, tìm hiểu rất kỹ. Anh rất mến, mến người mến thứ nhất phải là Phong Cải. Phong Cải người anh mến nhất. Nhưng khi mến thương nó thì anh lại có tình cảm là người anh trai dành cho em gái. Em, anh không hề tìm hiểu, tức là chỉ quan sát thôi. Nhưng khi gặp một em, gặp gỡ em để em ra riêng nói chuyện, hỏi về cuộc sống của em từ khi nhỏ anh lớn, thì anh có sự đồng cảm. Bạn sẽ có 30 giây để thể hiện. Xin lỗi, mình không thể thể hiện được bởi vì mình chưa được tỏ tình. Đây, tất cả những lời mà mình muốn nhắn nhủ đến bạn Na Tây rằng mình mới bạn ấy. Tức là mến theo kiểu rằng mình có tình cảm với bạn ấy, chứ chưa thực là một tình yêu. Khi nào đủ là tình yêu, mình sẽ tỏ tình thực sự. Vâng, và bên cạnh là đi đủ thì bạn Cá Rô. Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em. Nhiều khi giận nhau, nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, em nói đi, em rất yêu anh. Thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu. Sau đây mình xin được mời bạn gái mà mình muốn tặng bài hát đó là bạn Na Tây. Không, bảo vệ cô dâu. Bảo vệ cô dâu đi anh em ơi. Thật sự thì anh biết anh hát rất là dở rồi, nhưng mà anh biết em thích bài này, cho nên anh cố gắng hết sức mình để hát tập và hát bài này trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Chỉ muốn tặng em thôi, nhưng mà không ai, nhưng mà đó là tấm lòng của anh, mong em đón nhận. Bài hát này tên là Thất Tình, nhưng mà mình không muốn thất tình đâu. Trên hành trình thì từ đầu hành trình anh đã xác nhận được đích đến của cuối hành trình, và anh cảm thấy anh có cảm nhận và có sự đồng cảm với em rất là nhiều. Anh quan sát em từng giây từng phút, không phải anh không thể hiện ra, nhưng mà lúc nào anh cũng quan tâm em và để ý đến em. Đích đến cuối cùng của anh chắc sẽ phải là em thôi. Từ đây đến cuối chương trình sẽ có nhiều thay đổi, nên là tới lúc đó
em cũng không biết. Nghe bài hát xong thấy cảm động. Đó là chuyện tình cảm phức tạp của các thành viên. Câu chuyện sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Còn lúc này, những người học viên trẻ, các chàng trai cô gái vẫn đang cùng bên nhau, siết chặt tay nhau trong giờ phút chia xa. Ngoài kia là biển, vẫn miên man những đợt sóng vỗ, đợi chờ những người lính trẻ và cả những thành viên. Họ đang cùng nhau kết nối trái tim, cùng nguyện bên nhau chung xây, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Hay chà, Na Tây hot quá. Vấn đề chúng ta đã chốt được một số cái điểm cốt yếu. Thứ nhất, Chồm Chồm đã chấp nhận sắp phận. Bây giờ Na Tây là sẽ đã có tình một cái cảm xúc thật sự khi mà cô ấy nói là cảm động với bài hát vừa rồi của Caro. Vậy là theo như là em là Na Tây là chọn Caro. Đúng vậy. Chị nên nhớ là Thủy Thủ có cái tính đó là đợi người con gái tới tỏ tình với mình. Đó. Chứ không có thích tỏ tình với người làm con giá gái. Hả cưng? No. Nhưng mà vừa rồi là anh chỉ thể hiện. Tôi là người là thích bạn đó. Tôi muốn thể hiện cho mọi người biết. Mật ong cũng rất dễ thương mà ta. Hay là có khi nào rồi giờ đúng như ý chị nói là Chôm Chôm sẽ quay về lại sẽ với quay về là mật ong không? Tại vì thấy bít cửa bên Na Tây rồi. Nhưng mà bây giờ có khả năng là mật ong vẫn là mở cửa cho Chôm Chôm không? Hay là đóng cửa Chôm Chôm? Thì đó, thiện nhiên hồi nãy bữa hổm Giả Quyền cũng nói là cũng có thể mở cửa mà. Mở chứ đúng không em? Theo em nghĩ đó là Chôm Chôm sẽ quay trở lại với mật ong. Trong cuộc nói chuyện của Chôm Chôm với bạn Bắp Cải á thì vẫn nhắc tới mật ong ấn tượng. Với lại Chôm Chôm đã từng nói một câu là sẽ theo đuổi Na Tây đến khi nào không còn được nữa thì thôi. Mắt to em có đồng ý kiến với lại bạn gái em? Dạ không? Mắt to dạ có luôn hả? Hồi giờ em khác rồi, em khác nói hoàn tối vậy. Giờ em đâu dám gì nữa, nhiều khi rồi em thích ai cũng đâu dám nói nữa đâu. Thôi bậy rồi. Thôi xin mời chúng ta sẽ xem tiếp. Sáng hôm đó các thành viên được dịp gặp lại một người đặc biệt, một sứ giả của hành trình. Chào mọi người. Rồi. Được rồi, lâu rồi bạn. Anh quên tụi em rồi. Em nào đâu vất vả lắm anh ơi. Tụi em nhớ lắm. Cũng nhớ mấy bạn lắm cho nên mới lên đây hỏi coi mấy bạn giờ tình hình kết nối tới đâu rồi. Cũng nhận được file là tỏ tình rồi nhưng mà đang mắc cả suy nghĩ. Biết tình hình các bạn sơ sơ vậy thôi. Thật ra mục đích chính hôm nay là biết các bạn sắp sửa tới một vùng khó khăn là đảo Điệp Sơn. Nơi đó có rất nhiều trẻ em chỉ học được đến lớp 5 là nghỉ. Và có nhiều nhà khó khăn nữa. Cho nên chương trình Kết Nối Trái Tim đã quyên góp được từ các fan của chương trình một vài cái vật dụng. Và cả từ các nhà hảo tâm nữa. Họ đóng góp cho chương trình sách, vở, quần áo và cả thú bông để đem lên đảo cho các em. Nên bây giờ mời các bạn ra nhận. Cái gì vậy? Em sẽ rồi. Được rồi. Vượt qua hơn 60 km, qua những cung đường khác nhau, cuối cùng xe hồng cũng đưa các bạn đến với địa điểm gần đảo Điệp Sơn. Và vượt qua hơn 2 km để đến với bến tàu, chuẩn bị cho chuyến hành trình đầy thú vị. Xem ra ai cũng hào hức. Ít ai biết rằng trăm năm trước, đảo Điệp Sơn được coi là hòn bịp bởi nơi đây từng là nơi sinh sống của rất nhiều chim bìm bịp và tên gọi này vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Còn cái tên Điệp Sơn là do ở trung tâm đảo có dãy núi nguyên sinh Điệp Sơn cao khoảng 130 m. Chính vì vậy gọi đảo Điệp Sơn hay hòn bịp đều được. Một hòn đảo mang vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ, được ví như nàng công chúa ngủ quên mơ màng trên biển cả mênh mông. Đảo Điệp Sơn mang dáng vẻ kiêu sa, kiêu diễm với bãi cát dài trắng xóa là nước biển trong xanh. Điều tuyệt vời làm nên một Điệp Sơn cực kỳ thú vị đó là hòn đảo này sở hữu một con đường dưới biển vô cùng độc đáo và thú vị, trải dài gần 700 m, nối liền hòn đảo giữa với đảo Điệp Sơn lớn. Con đường uốn lượn rộng khoảng 1 m và nằm sâu dưới mặt nước biển trong xanh chưa đến nửa mét. Trên đảo chỉ có khoảng hơn 80 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề chài lưới. Đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng bản chất rất đôn hậu. Dạ em, lấy đồ thôi, bả đồ rồi, rửa mặt, rửa đồ nước ở sau, ăn cháo nhà sau. Không mấy khó khăn,
các thành viên dễ dàng xin ta túc ở một gia đình ven biển. Ngủ xong ông sẽ đi biển hồng về em hai chồng con riêng. Góp nhặt củi khô ở phía bìa rừng, các thành viên nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn trưa vào lúc chiều muộn. Cái nồi này không có nắp luôn hả? Dạ, cái nồi này. Ngồi cạnh bắp cải, người ta cũng thật bất ngờ vì anh chàng thủy thủ không vòng vò như những lần trước. Mới đầu này nhìn hiền lành, tưởng dễ ăn hiếp. Sau càng ngày càng nòi bản chất. Khi em lên hành trình này em chưa bao giờ tự hiểu là em ít nói, chưa bao giờ tự giới thiệu. Không biết rồi, cứ từ từ. Anh hiểu, cứ từ từ. Chưa bao giờ tự giới thiệu em hiền cả. Ừ, cứ từ từ. Từ từ. Thì anh cũng phải từ từ. Mệt quá. Có đâu mệt. Tôi gái tôi không than chú là anh dây than gì. Cái mặt tôi ghét tát cho cái rồi sao tôi. Chú tôi đâu có biểu chú phải thương tôi. Ai thương? Ai cần? Có gì bất ổn ở đây này. Có gì sai ở đây. Câu chuyện vừa kết thúc, anh chàng lại tranh thủ tiếp cận mục tiêu. Có thích con mèo đi đi ra không? Em nói chung có bông mà em thích. Nhưng mà em thích nó bông thôi, nhưng mà em không thích người ta tặng nó bông cho em. Nhưng mà... Rào trước đấy hả? Cô rào trước đấy hả? Nóng. Cô rất là tỉnh mà. Tỉnh và xấu gái, hiểu không? Thì tôi không thích người khác tặng cho tôi. Cô rất tỉnh và xấu gái đấy. Tặng cái gì thực tế thì tặng cái bông tôi xài nhiều có nhiều, nhà tôi có bông dữ lắm rồi. Cái gì thực tế? Thực tế giờ chỉ có... Cái gì mà ăn được thì ngay và liền đi. Người sao mà sướng á. Ví dụ là... Cái tát, muốn ăn tát không? Muốn ăn cái gì? Muốn cái gì? Muốn cái gì? Ăn cái gì liền? Muốn ăn cái gì ngay và liền? Càng tát nhá. Trời ơi. Trời ơi, tỏ tình đó hả? Tôi đau đớn. Sao không thể nào mà ghi điểm được dù bất cứ một khía cạnh nhỏ nào từ anh thủy thủ này hết? À, anh này là có những cái cô thích đó chứ không phải giỡn đâu mà nha. Em thấy là anh nói vậy thôi mà không thì đó thú vị rồi đó, chỉ là vô duyên cái miệng thôi. Vô duyên cái miệng chứ cái tâm vô duyên thiệt hả? Ta suy nghĩ mà đúng không? Trời đất ơi, hai cùng nói chuyện với hai cô thì một cô kia thì là một phong cách bất là cải. Anh trai nói chuyện với em gái hả? Dạ. Cô chú với tôi dễ thương, từ từ đi, lúc đầu lên thì thấy má công nhận quá trời. Ai cần? Tôi thích ai cần. Rồi còn qua cuộc nói chuyện thứ hai em thấy chất quớt luôn rồi đó. Mà thấy hình như cô kia cũng bình thường mà. Hai cái mạng và dạ, hai cái sóng nó không có yên, dạ, ăn nhập với nhau luôn á. Và anh thủy thủ đã càng ngày càng ghi thêm nhiều điểm hơn nữa ở mặt vô duyên của ảnh. Nhiều điểm trừ á? Dạ. Như vậy thì chắc là tuần này nghỉ rất là mất ăn mất ngủ đây. Nhưng tôi bắt đầu thích anh thủy thủ rồi đó. Không biết quý vị khán giả đang theo dõi thì chắc là trong lòng mỗi người cũng đã có những cái hùm hùm, những cái đáp án riêng cho riêng mình rồi đúng không? Đó. Như vậy thì chúng ta muốn biết cái hành trình như thế nào thì sao nào? Thì phải đợi đến tuần sau. Ủa vậy hả? Ủa cái nó không, em muốn coi tiếp cơ. Tuần sau mời em đến ngồi đây nha. Dạ, chúng vâng, ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Và bây giờ thì Cát Tường, Kiều Minh Tuấn và Hoàng Rapper sẽ gặp lại quý vị vào thứ ba tuần sau vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và nhất định thì Hoàng Rapper cũng sẽ lên trang YouTube của MCV Media và HTV Entertainment để xem lại tập ngày hôm nay và những tập trước nữa để chiêm nghiệm lại có khi mình lại đánh bỏ qua những cái chi tiết đáng nhớ nào hay không. Các bạn nếu mà không thích coi YouTube hay là coi TTV thì có thể lên fanpage của chương trình có tên là Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim đó, lên đó các bạn có thể tham gặp khảo lại đứa mình, trao đổi nè nó, rồi đăng ký là cái gì đó. Xin kính chào. Chuyện tình cảm của các thành viên đang diễn tiến ngày càng phức tạp và có dấu hiệu đổi chiều. Chôm Chôm vẫn đang khó khăn trong việc xác định lại đối tượng của mình, trong khi Thủy Thủ và Cá Rô vẫn đang mải miết chinh phục Na Tây theo cách riêng của mình. Dừa Xiêm vẫn kiên trì hướng đến Mật Ong, trong khi cô nàng chỉ xem anh chàng như một người em trai. Cả ba cô gái đều chưa xác định rõ chuyện tình cảm. Liệu ai sẽ đến với ai? Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem!